18 Hòa thượng giảng vào tháng riêng năm 1983. Đây là thời gian để học tập nghiên cứu, chúng ta phải nghiên cứu kỹ từng hiện tượng ngũ ấm ma cho đến khi ta học hết 50 hiện tượng. Mọi người phải nghiên cứu kỹ để hiểu sâu hơn. Nay chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu học, có một số người hiểu được, có số người chưa hiểu. Có một số trong quý vị từ trước đến nay không có ở đây để tham hỏi về các vấn đề mà chỉ biết nghiên cứu học hỏi về những gì đã được thấy và hiểu cùng với mọi người khác, người mà chúng ta đề cập ở đây đã có một kiến giải chính xác khi xác ấm đã bị tiêu trừ rồi thì ngã tưởng trở thành không không còn ý niệm về ngã nữa, tất cả hình sắc vật chất đều là hư giả, nếu các ông không hiểu rõ điều này, phải đọc kỹ lại kinh nhiều lần rồi tự nhiên các ông sẽ hiểu tất cả mọi tôn giáo đều vận dụng ngay trên lĩnh vực ngũ ấm này trước đây khi giảng kinh tôi đã nói về việc cả thầy trò đều mắc vào lưới pháp luật từ thầy trò ngụ ý rằng ở đây đang đề cập đến niềm tin tôn giáo khi thỏa mãn với chút ít thành quả công phu họ lập nên một tín ngưỡng riêng và tuyên bố rằng đó là tín ngưỡng chân chính chẳng cần nêu tên những tín ngưỡng ấy ra các ông cũng biết tôi nói gì rồi nếu các ông muốn biết ấm nào mà các tín ngưỡng kia chịu sự ảnh hưởng và đã chịu ảnh hưởng đến mức độ nào rồi thì các ông phải nên có một hiểu biết thông suốt về năm mươi hiện tượng ấm ma thay vì chỉ đặt vấn đề các ông nên quan sát các trạng thái ma sự ấy ngay trong chính các ông chúng ta đang cùng học tập lẫn nhau một người trả lời mọi câu hỏi của những người khác thì chẳng nên tí nào cả vì trí huệ chúng ta đều bình đẳng trong việc nghiên cứu của chúng ta nếu mọi người đều đồng ý với nhau một điều là cái gì là đạo lý thì chúng ta phải xem đó là chân xác Chúng ta đang thu thập tất cả ý kiến của mọi người và khi chúng ta ấn tống bản giảng giải hiện tượng ngũ ấm ma từ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ra, thì ý kiến của mọi người đều được đề cập trong đó. Đây là một công trình nghiên cứu hợp tác, không phải chỉ có một người trả lời mọi câu hỏi của những người khác, mà mọi người đều có thể phát biểu ý kiến của mình. Vì sao ta chỉ có hai người đọc lớn bản kinh? Vì hai người này biết khá tốt anh văn nếu những lời giảng giải cũng chưa được hoàn chỉnh thì mọi người có thể nêu ra ý kiến của riêng mình mọi người không nên chỉ đơn thuần ra câu hỏi lần này không như lúc tôi giảng kinh phạm võng pháp hội lần này có tánh chất nghiên cứu nên không có nhu yếu thỉnh pháp hỏi pháp mọi người đến đây là để cùng nhau nghiên cứu học tập không nên biện luận với người khác và mọi người đều có thể phát biểu ý kiến các ông có cho rằng đây là một phương pháp tốt hay không